Bộ Xây dựng khẳng định việc quy định về điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội là cần thiết nhằm tập trung giải quyết nhà ở cho nhóm đối tượng có thu nhập thấp. Ngoài 10 đối tượng được mua nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cho biết trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi còn đề xuất thêm một nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, đó là doanh nghiệp, hợp tác xã trong khu công nghiệp thuê nhà lưu trú công nhân. Các quy định trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cũng như điều kiện thuê nhà đã được xem xét, mở rộng phạm vi đầu tư và triển khai thực hiện nhằm tăng nguồn cung nhà ở xã hội cho thuê, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp có nhiều cơ hội hơn khi tiếp cận thuê nhà ở.